Thợ quê xin chào cả nhà. Thì cách đây khoảng thời gian trước mình có làm một cái cây kìm hàn đơn giản, mình có chia sẻ dùng với cả nhà. Mặc dù thời gian qua mình xài cũng rất là êm, thì nó cũng rất là chắc chắn. Nhưng mà có điều thì cũng nhận được nhiều ý kiến, mình cũng ghi nhận. Thì hôm nay mình cũng sáng giờ cũng suy nghĩ, cũng có thời gian rảnh mình cũng suy nghĩ, mình làm một cái phiên bản mới. Thì hy vọng lần này sẽ đáp ứng được những đóng góp của anh em, thì để cho nó hoàn thiện hơn, đúng với cái ý mà mình mong muốn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu bắt tay vào làm nha cả nhà. Đây là kìm hàn mà kỳ bữa mình chế, thì mình cũng đang xài, thì cảm thấy nó cũng rất là ok ha, nó cũng rất là chắc chắn mà dung nó cũng không rớt đó. Rồi thay que đồ này nó cũng dễ dàng. Thì cái ý kiến mà mình ghi nhận á, của những anh em khác á, thì nó cây que gài như vậy thì nhiều người không thích đó. Thì người ta thích thì nó cong như vậy để hàng thì nó rõ ràng nó dễ hơn, với lại cái tầm hàng nó xa hơn thì cái độ nó giăng lên cái tay của mình này nó cũng ít hơn. Thì hôm nay mình sẽ khắc phục lại vấn đề này ha, với lại cây kìm hàng mình sẽ làm theo kiểu khác để nhìn nó sạch sẽ hơn, nó đẹp hơn chút. Nhìn vậy thì nó hơi đơn giản quá, mặc dù mình xài hiện tại bây giờ thì cũng khá là hài lòng về nó rồi, nó cũng rất là ok đối với mình rồi, nhưng mà đối với những anh em khác thì chưa ok. Thì hôm nay mình sẽ làm lại cái mẫu khác. Rồi để bắt tay vào làm một cái kìm hàn khác thì mình sẽ dùng một cái cây, đây là cái dí 10 ly ha, dí 10 ly với lại mấy cái lò xo xoáp, rồi với lại một cái ống sắt nè. Cái ống sắt thì cái ống này là ống 20, ống 20 mình chủ yếu đừng làm ống bự quá, với lại cái ống này nó cũng phải dày, nó dày chút xíu nó đỡ mỏng manh ha, mình nhìn nó cứng cáp hơn. Rồi cái ống 20 để mình vừa cầm, mình gắn vô cái bao nữa là vừa cầm. Còn nếu mình xài ống 27, ống ba mấy thì nó bự quá, mình nhìn nó không có cân đối. Với lại một cái chui này, thì cái chui này nó bán đầy nhóc trong mấy cái tiệm đồ sắt, này là cái chui để gắn dây hàng điện tử nè. Đó. Với cái đuôi, rồi cái đuôi để mình nhét, thì hình thức nó cũng gần gần giống như cái cây kìm hàn cũ thôi, nhưng mà lần này mình sẽ làm nó cho nó đẹp đẽ hơn chút. Rồi cái lỗ này thì mình sẽ khoan xéo nha cả nhà, tại mình muốn cái cây quay hàng của mình nó xéo thì mình phải khoan cái lỗ xéo, nhưng mà mình để tròn dày mình khoan lại không thể nào được. Thành ra bây giờ trước mắt là mình phải dùng đá mài mình khắc trước ha, cho nó lõm vô. Vậy là mình đã vừa khoan được một lỗ 5 ly ha, để cho nó rộng rãi. À, khi mình đưa quay hàng vô thì với cái chiều xéo nghiêng vậy là ok rồi nè. Mình canh cái độ nghiêng của cái cây quay hàng, rồi mình sẽ cắt, mình sẽ cắt cái mặt này cho nó xéo tương xứng với lại cái cây quay hàng luôn ha cả nhà. Còn nếu ví dụ như mình lỡ mình làm mà bị hở đó, là ví dụ như mình mài mà chưa tới thì nó bị hở, nó ăn con bên trên không á, lâu ngày nó nẹt lửa, nó tiếp xúc không có tốt á, nó nẹt lửa rồi nó sẽ dẫn tới mau hư cái đầu kìm hàn. Còn nếu mà nó ôm như vậy thì quá trình mình xài nó sẽ lâu hơn nha. Bây giờ mình sẽ dùng đá mài mình khắc ha, mình khắc xuống một chút để cho nó giữ cái quay hàng nó không có xây. Đó, nó sẽ không xây cái quay hàng. Ở đây mình có cái tua vít, thì tua vít thì nó là nhựa thì nó chống, cũng chống nhiệt. Thành ra mình có cái tua vít cũng bỏ rồi, mình sẽ cắt một khúc, mình hàng vô đây để làm mấy cò kéo ha. Tiếp theo là cái ống sắt mà mình làm cái tay cầm nè. Thì bây giờ mình sẽ xẻ rãnh nó ha, mình sẽ cho nó qua hút cái đầu này nè, từ cái đầu này qua hút xuống khoảng tới nửa cây đi,
để mình trong quá trình mình kéo xuống nè, mình kéo xuống mình gài, mình gài que hàng đó, nó thụt cái đầu này xuống là nhiều, thì khá một chút để cho mình dễ thay que hàng ha. Rồi, vậy là mình sẽ được một cái rãnh ha. Rồi mình đưa cái đầu này vô, miễn sao mà cho nó chạy tới chạy lui trơn tru ha, để mình gài nè. Đó, trong quá trình mình thay que hàng á, mình kéo xuống mình thay nè. Đó, thay ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ xỏ vô, rồi mình hàn cái đuôi nha nha. Ở đây mình cho nó nối với cái đầu này là một cái đoạn ống nữa ha. Thì tất nhiên cái đoạn ống này cũng là đoạn ống dày, cái nhiệt độ mà nó tiếp xúc qua cái đoạn ống này rồi mới tới mấy cái lò xo, nó cũng giảm đi nhiệt độ. Và đồng thời lò xo này là mình xài lò xo swap ha. Thì lò xo swap thì nó cũng là loại lò xo chịu nhiệt đó. Thì nó tóm lại xài nó cũng vô tư, mình cho vô một ống nữa đó. Rồi cái ống này bây giờ là cái ống cuối cùng đó, cái vàng này toàn lò xo với ống không cả nhà. Cái kìm hàng này là cũng thứ dữ đó chứ không phải chơi đâu. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu mình dặn vô đó, mình dặn tán vô, mình khóa lại. Tiếp tục bây giờ mình sẽ hàn một cái đuôi vô để mình bắt cái dây cái dây hàng vô ha. Mình bắt cái dây hàng vô. Rồi cái này mình sẽ dùng thao hàng mình hàn cái đuôi ha. Bây giờ mình sẽ khoan lỗ ngay đây để mình chấm một bon cho cái lớp cái ống ngoài nè dính với lại cái ống trong là xong ha. Bây giờ ở đây mình sẽ dùng cái tay cầm khá dày ha. Cái này là tay cầm của máy cắt cỏ nha cả nhà, kiếm lục trong vựa chai, còn nếu không có nữa là mua mới. Mới thì cái tay cầm này bao nóng ha, tay nó dày cỡ này thì không bao giờ là nóng nổi cái tay mình. Rồi thì mình thấy cái tay cầm này thích hợp hơn cái tay cũ. Cái tay cũ thì nó hơi mỏng, với lại nó hơi gần quá thì anh em sợ cầm nóng tay, hàn nhiều không ok. Tay này thì ok rồi. Bây giờ mình sẽ moi dưới đây để cho nó vừa với cái lỗ này, để mình xỏ cho qua lỗ này ha. Rồi mình bấm bỏ nè. Mình cắt được một cái lỗ cũng khá vừa rồi nè, bây giờ mình đưa vô. Gì con? Ừ. Rồi, ok. Thì bây giờ nó vô sáng vậy là nó vừa rồi nè. Đó. Rồi. Bây giờ mình bắt dây hàng vô rồi mình thử nha cả nhà. Đó, này mình kéo xuống nè. Đó, mình kéo xuống mình thay. Thì nó cũng khá là nhẹ nhàng thôi. Rồi bây giờ mình tháo dây của cái kìm hàng cũ ra. Cây này thì mình hàng cũng thấy cũng được rồi. Mà tại mình thấy cái đề tài này cũng có nhiều người quan tâm, thì cũng có nhiều ý kiến. Rồi bây giờ mình làm thêm một cái mẫu mới nữa, để coi cái mẫu mới này có làm cả nhà mình vừa ý không. Rồi giờ mình xiết vô. Cây kìm cũ thì mình vẫn để đó để dành mai mốt cây này mà nó mà cây này nó nói chứ nó không đời nào hư nổi đâu cả nhà. Cây này xài chắc xài hoài vĩnh viễn cũng không hư nổi đâu. Nó cây này nó chắc chắn lắm, mình làm bằng sắt dày nè, nói tiếng mà hư chắc cũng khó hư nữa. Mấy kìm mua thì bực mình có một cái như vậy. Đây cái lò xo thì nó nằm cái lò xo nó nằm gần quá rồi, thì cái lâu ngày cái nó bị liệt á, cái mình bấm cái nó ăn cà lơ phóc phơ nó lắc lư, nó bị rụng. Còn cái này thì mình chơi mình khoan lỗ đó, thì nó có lắc lư chăng nữa thì nó cũng không đến đổi là nó bị rớt ra. Còn cái miệng kìm này thì nó lắc lư là nó rớt ra.
với lại phải cái tội lâu lâu cái nó bị chỗ này nè, nó ăn mát biết cái chỗ này nó bị bứt, tội xúc gãy rồi là dục cứ thay hoài mất công giống gì trơn á, chứ còn mua thì cũng không nhiêu tiền mà mỗi lần mở ra thay rồi mất công. Hiện giờ cái này mình chơi như vậy cho nó chắc ăn ha, cho nó bền. Rồi cái này mình vuốt lên luôn, mình vuốt lên luôn cả nhà đó, mình kéo lên luôn cho nó sát luôn, nó không có còn ấy nữa. Rồi ok, ai mà cả nhà mình ai mà mỹ thuật á thì làm cái chốt, nó tóm lại là mấy này muốn làm sao làm, à cái chốt mà lấy cái chốt nào cũng được đó. Rồi còn mình thì đó, thấy gì thì mình đối với mình thì mình thấy là nó cũng khá là tiện rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gài cái que hàng vô để mình hàng thử nha cả nhà. Đây rồi, cái que hàng độ xéo nó như vậy thì chắc anh em mà vừa ý rồi ha. Đây đó, độ xéo nè. Rồi cái độ nghiêng này là cả nhà mình cảm thấy là vừa rồi ha, nè nghiêng nè. Kéo của mình cũng nghe nó cũng khỏe, tóm lại chế kìm này thì khá là chất lượng rồi cả nhà. Kìm này thì nó không có thua kìm bán ngoài chợ đâu. Đó mình kéo là thấy nó khỏe tay lắm. Rồi độ nghiêng vậy thì cả nhà mình thấy cũng hợp lý rồi ha. Cây này thì mình bỏ thời gian mình chế cũng hơi lâu chút xíu, thành ra nó cũng đạt được cái thành quả như mình mong muốn. Rồi vậy là mình đã vừa hàng xong một đường, thì cái đường hàng này nó tóm lại nó cũng là cái đường hàng tào lao thôi, chủ yếu là mình muốn khoe kìm hàng chứ còn nó không có liên quan tới cái đường hàng ha. Thì cái đường hàng này mình hàng tầm 7 tầm 3, mình kiếm miếng sắt tào lao mình hàng lại vậy, mình kéo lại vòng rồi thì ok, khá là ok ha. Thì mình thay que hàng thì nó cũng dễ thôi nè, thay qua hàng thì mình bấm nhẹ xuống rồi mình thọt cho mình thay rồi đó. Thì mình thì mình chơi vậy, thì cả nhà mình ai mà có cao kiến nào hay hơn thì có thể góp ý để càng ngày cái sản phẩm mình làm á thì nó sẽ càng tiện cho mình hơn. Rồi vậy là Thợ Quê đã vừa chia sẻ cùng với cả nhà cái cách đơn giản để mình làm một cây kìm hàng để mình xài cho nó vừa tay mà nó bền bỉ. Thì cả nhà xem mà nếu thấy ok thì đăng ký kênh và tặng cho Thợ Quê một like để ủng hộ kênh Thợ Quê. Thợ Quê cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bây giờ Thợ Quê xin chào và tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào một clip sau.